Xin chào quý vị, vô đây. Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Coloman cùng với ekip rất là vui và cũng rất là hạnh phúc khi mà có mặt tại gian hàng tại một cái hội chợ rất là lớn, Food Expo. Ở đây là trung tâm SECC quận 7. Và mình thấy là không khí rất là vui, mặc dù là tình hình sau dịch thì rất là nhiều khó khăn, nhưng mà các cái doanh nghiệp về thực phẩm thì quy tụ ở đây rất là đông, và cái sự kiện này thực sự với mình là rất là cần thiết luôn. Đã xin cảm ơn ban tổ chức, như cái này là của Bộ Công Thương rồi của Cục Xúc Tiến Thương Mại đó, mình không nhớ bằng máy, mình chỉ biết là công ty Coloman Food mình đã đăng ký từ rất là lâu, đăng ký từ mấy tháng trước rồi, và hôm nay thì tới ngày hôm nay là ngày từ ngày 16 tới ngày 19 tháng 11 thì Coloman Food có mặt ở đây, mà bước vào cái cổng ngay chỗ cái đăng ký là bài của bạn, quý vị có thể thấy liền không? Vị trí rất là đắc địa. Ở đây cũng không chỉ có mình mà có rất nhiều gian hàng, chút xíu mình sẽ mời bà con bác đi vòng vòng tham quan nha. Dạ chào anh. Em mới in cái nhãn nước mát cho anh. Ôi vậy hả? Ở bao bì Hoàng Nhật Thịnh. Thịnh rồi. Nhãn quá đẹp luôn. Nhãn quá đẹp luôn anh chị. Dạ. Để có một cái sản phẩm mà thật sự là đến tay với người tiêu dùng, được người tiêu dùng yêu thương và ủng hộ, thì đó là một cái sự kết hợp của rất nhiều người, rất nhiều đối tác, từ đối tác hợp tác sản xuất cho đến là những cái đối tác bao bì rồi nhãn, và rất nhiều thứ để mới ra được cái sản phẩm nước mát Sài Gòn mà hiện giờ mà quý bà con bác đang chờ đợi. Đây là anh Nguyễn Minh Tú, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Hoàng Nhật Thịnh, cũng là một đối tác của Coloman nha. Yeah. Chào anh. Chào em. Chào em. Đây gì em, này là gì? Mật dừa nước à? À mật dừa nước. Dạ. Này quen quá ta, giống có phải là ở dưới mà ở đây là em ở Cần Giờ, có nghĩa là trước giờ cái buồng dừa nước của mình ở đây nè. Là người ta chặt xong cái buồng dừa nước ta lấy cơm dừa thôi, người ta bỏ quên cái cuốn. Bây giờ nhờ cái qua đây. Né ra giờ giới thiệu rồi. Đây buồng dừa nước. Dạ. Đây là cái buồng dừa nước của mình. Hồi xưa giờ mình chỉ ăn cái cơm dừa bên trong thôi. Mình ủa, cái này là ở Cần Giờ hả? Dạ, ở Cần Giờ. Nhớ xưa có một cái đơn vị làm ở bên đâu ta, ở Bạc Liêu thì phải. Dạ. Như là đó thì một cái sản phẩm một đơn vị khác đúng không? Đơn vị khác. Còn cái này là bên em ở trước giờ là Cần Giờ. À. Đây để em sẽ diễn tả cái quy trình đó cho anh ha. Đây. Rồi thôi được rồi, để anh cầm anh coi được rồi nha. Rồi có gì hy vọng có gì hợp tác với. Dạ vâng. Hy vọng là Coloman Food hân hạnh được. Đây là được, một sản phẩm có thể là thay thế cho mật ong, vì nó có thể dùng tương tự, tại vì nó thuần chay, mang tính chất thuần chay và đường ăn kiêng tự nhiên. Dạ. Bây giờ đó là cái xu hướng người ta dùng, có thể là dùng cái đường tự nhiên này, đường ăn kiêng để cho cái áp dụng thực phẩm. Ồ, dừa nước bây giờ ra nhiều sản phẩm hay quá ha. Rồi có gì Coloman Food làm vậy khác. Dạ. Đây nhiều sản phẩm tốt lắm nha bà con. Rồi đi. Ở đây gì? À mật ong, nhìn là biết mật ong rồi. Rồi trang phục là đẹp chưa? À quầy JCB, rồi mặc đồ y da con ong luôn. Rồi ok em. Rồi. Con lướt qua một chút đi cho thấy sản phẩm của người ta đi con. Rồi mình đâu chỉ có của mình mà còn phải có nhiều sản phẩm người khác. Đây là JCB. Rồi mật ong bây giờ làm đẹp quá, vừa đẹp vừa sang vừa xịn. Đặt hai cái giải thưởng quốc tế nha, một giải thưởng ở Anh, một giải thưởng Tây Bỉ. Một giải thưởng ở Anh, một giải thưởng ở Bỉ. À đây là cái dòng mật hoa cà phê. Mật ong hoa cà phê. Dạ đang hoa cà phê ạ. Còn đây dòng hoa chôm chôm mà tôi em đặt giải thưởng tại London đó. Hoa chôm chôm cũng có mật ong nữa hả ta? Em tặng cho anh một lọ về anh dùng thử nha. Để anh góp ý thêm cho em. Rồi em tặng anh lọ nhỏ nhỏ thôi nha, chứ là tặng lọ bự quá lỗ vốn nha. Đây là hoa lệ chim tôi em đặt giải thưởng Tây Bỉ. Dạ, em thấy xinh không? Dạ. Con nhiều hoa chôm chôm, nghe là hoa chôm chôm là hơi bị thích rồi đó. Tại mình rất là thích ăn chôm chôm, mà cái chôm chôm thì nó rất là ngọt. Bây giờ họ dùng cái đó để làm luôn cả mật ong nữa, quá hay. Rất nhiều sản phẩm thú vị tại hội chợ lần này nha bà con. Đây quầy cà phê ở bên em. Quầy cà phê Lâm Trùng Hạ Thảo ở Lâm Đồng mà ta. Dạ. Cà phê này hiện tại bên em là Arabica với lại Robusta của Cầu Đất Đà Lạt luôn. Vậy hả? Đây cái dòng cà phê phin giấy thì tụi em cũng mới phát hành một năm đổ lại đây thôi. Mới khởi nghiệp luôn. Em chỉ là nhân viên xúc tiến nè. Hay quá, nhiều sản phẩm hay quá. Kết nối với là bên tụi anh đi phân phối cho, tụi anh bán hàng thêm nhá. Coloman Food. Đâu có gì đâu nếu được, quá được. Ở nơi đây tập trung rất nhiều sản phẩm vừa ngon vừa tốt nè. Đây là ở nơi đây không chỉ là cái nơi để bán hàng, không phải là nơi bán hàng mà lại là nơi kết nối các doanh nghiệp lại với nhau.
và kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Đó, là kết nối giữa doanh nghiệp với nhà phân phối. Cho nên là rất mong là bà con cô bác mình những cái hoạt động như này bà con bác đi nè, rồi xong qua cái video của Caroline thì bà con cô bác mình có thể kết nối được thêm nhiều cơ hội kinh doanh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Chào em, quá dễ thương. Đông trùng hạ thảo, trời ơi đẹp quá. À, hạ thảo ở đâu á em? Cái này em ở Đà Lạt. Nuôi trồng tại Đà Lạt. Ờ, cảm ơn em nha, cảm ơn trời. Dạ. Trong quá trình là cái này mình chế trà. À dạ. Công ty em là trồng nuôi tại Đà Lạt trên môi trường tự nhiên. Dạ, cho em xin tấm hình nha. Dạ. Ok, làm luôn. Không phải xong. Rồi, dạ, lên hình luôn nha. Đông trùng hạ thảo gì em? Dạ, đông trùng hạ thảo. Đà Lạt Farm nha, Đà Lạt Farm, đông trùng hạ thảo Đà Lạt Farm. Đó, ai mà có thích làm sản phẩm thì cứ kết nối nha. Dạ, cái này là đông trùng hạ thảo à. Dạ, chào chị. Chị ghé gian hàng em chưa? Đó, em có gian hàng kia kìa. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, coi như gặp nhiều cơ hội nha, mong may mắn đắt nha. Rồi, ok em. Ôi, nhiều quá. Phú Thịnh Food nữa. Ôi. Rồi cái gian hàng này dữ dội rồi. Trái cây sấy. Thôi giờ mình vô gian hàng mình đi không chứ để anh em nó la tôi chết. Rồi chào anh em. Nước gì á? À nước mắm hả? Ờ. Nước mắm. Cái này là gỏi trộn được làm từ nước mắm calamine người Đà Lạt. Xong kiếm thịt luộc á chấm cho dễ. Trời ơi phải kiếm cái gì thịt luộc rau luộc mà chấm nước mắm mới ngon chứ. Gỏi làm sao mà thấy hết được. Ở đây hân hạnh giới thiệu với bà con cô bác gian hàng của Colorman ở tại SECC quận 7 nha. Đó. Dạ. Có đầy đủ sản phẩm ngoài đây bà con cô bác mình ra có thể tham khảo rồi kết nối với lại đội ngũ của Colorman để mình cũng rất mong muốn được hợp tác với lại rất nhiều đơn vị trên toàn quốc. Hợp tác phân phối rồi bà sĩ và lẻ. Colorman có rất nhiều sản phẩm nè, đó. Gian hàng của mình là C18, C20, C22, C18, C20 và C22. Đó, mới lần đầu xuất hiện cho nên còn sung lắm. Chơi nguyên cái gian hàng to đùng luôn. Rồi mời bà con bác bước vô xem sản phẩm. Ở đây có nước mắm các loại nè. Đó, nước mắm Nhĩ Cá Linh. Đó, nước mắm từ ngon nhất tới những cái nước mắm mà đơn giản nhất như nước mắm kho. Ở dưới cũng có nước mắm kho nè, can nè. Rồi nước tương chai, nước tương can nè. Dạ. Ở mọi tầm giá hết. Sản phẩm Colorman Food thì chỉ có một tiêu chí là ăn ngon, sống khỏe. Dạ. Tại vì mình xác định rằng là gia vị thơm ngon, ngon thì gia đình mới hạnh phúc nha. Dạ. Gia vị nhà mà không ngon đó, thì gia đình không hạnh phúc đâu nha bà con. Oh wow, Quang Anh. Rồi, đi học anh Văn lại thôi, quá trời. Anh Văn hả? À vậy hả? Bây giờ không biết nói chuyện luôn á. Có trai nước ngoài nào đẹp không? À không ạ. À. Vậy hả? Rồi. Sao đeo khẩu trang kỹ vậy? Quá là chào khán giả coi. Không có trang điểm. Chẳng có trang điểm mà ghê quá hả? À thôi ghê quá thôi. Đó, trên là cục là chao nè, chao ông màu là ngon xuất sắc nè bà con bác ha. Đó. Ở dưới là nước mắm 10 độ. Đó, ở dưới này là nước mắm kho rồi, rất nhiều sản phẩm luôn. Rồi đứng dàn hàng ngang vậy sao khách ta dám vô trời. Mở cửa ra, đứng né cái cửa ra. Trời giống như đem nguyên siêu thị ra đây vậy trời. Đó, ngoài những cái sản phẩm gia vị nước chấm, nước tương, nước mắm, rồi chao, rồi tương ớt thì còn có cái dòng ăn liền. Đó, mà đặc biệt là mình có luôn cả phở bò nè, mình có 4 loại thôi, nhưng 4 loại siêu bán chạy. Phở bò. Ở dưới này là mì chay. Đó, ở trên này là mì chua cay, mì hải sản. Dạ. Còn dưới này là snack mì mami ngon nhất thế giới. Đó. Và bên cạnh đó chắc chắn là cái này không có gia đình nào có thể thiếu được hết. Đó, gạo thơm món màu, gạo thơm ST25 chính hiệu của chú Hồ Quang Cua nghe. Rồi bên cạnh đây còn có các cái dòng mà
cà phê Hòa Tan nè, mình có cà phê sữa đá nè, cà phê đen đá nè, bạc xỉu nè, sữa dừa nè, cà phê gốc cây dành cho người tiểu đường, cà phê khoai môn, trà gừng, trà sữa và nước suối có luôn. Và đặc biệt đây là cái sản phẩm mà bữa giờ bà con bác đang được chờ đợi, và rất là may mắn là sau khi mới ngày hôm qua thôi thì đại chúng ta đã kịp thời xuất xưởng ra khoảng 500 thùng trước để mang ra hội chợ. Rồi còn đây là sản phẩm mà có sư phụ bà xã mình đang làm đại diện đó, collagen drink Ludin, và rất tốt cho các chị em. Saffron Vespa, bột cỏ lúa mì, bột cần tây, mà nói chung là sản phẩm của mình không có nhiều, có khoảng chừng 5-70 mặt hàng thôi, mà tất cả đều hướng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ồ, mình thấy các anh nước ngoài vô rất đông, để thôi cho anh ra giao tiếp thêm nha. Cho anh xin chụp. Dạ được, dạ được, dạ được. Chụp với anh. Xin số luôn đi. Xin số liền chứ đưa cái cạc không anh không có nhớ đâu. Rồi, vô. Dạ, dạ, dạ được, dạ được, dạ được. Thôi, cho anh chụp với anh. Chúc mừng anh nhiều nha. Dạ, 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 dạ. Tôi biết vô rộng này. Nhưng mà vô đây mấy hôm? Một ngày sáng nay bay ra, chiều bay ra. Chiều bay ra hả? Em có siêu thị hỗ trợ. Chị cho em xin thông tin liên hệ mình. Đây nè, anh chị ở Đà Nẵng nè, có chủ siêu thị Đà Nẵng rồi nè. Dạ. Ôi ôi. Lấy cái mình có cái cháu. Dạ, em gửi. Em có bao nhiêu cửa hàng ngoài đó? Dạ, 4 cửa hàng hả? Rồi. Anh chưa có đối tác nào ở đó hết. Đấy là siêu thị bên đây. Mà bây giờ người ta mua nhiều quá, bây giờ mỗi lần ship ra tốn tiền quá, thành ra là không lấy được. Dạ, chị cho em xin thông tin. Làm việc đó, dạ, không, rồi. Rồi em vô tham quan thử đi. Dạ, dạ, dạ. Nè đó, sản phẩm của anh hết á. Đúng rồi. Rồi có thêm cái nước mát Sài Gòn mới ra luôn nè. Dạ, em xin phép các bạn qua Zalo với chị nha. Rồi dạ chị vô đây em tư vấn cho chị thêm nha. Dạ tư vấn như vậy đi, vô lấy xuống nổi hết. Ở đây đây là nơi kết nối các dạ, nhà anh. Nha nha, rồi. Có gì được thì hợp tác với anh để đưa sản phẩm ra cho bà con Đà Nẵng. Ở đây là đang có sampling cho cái nước mát Sài Gòn luôn, và có luôn cả sampling của các loại nước mắm luôn. À. Và nãy mình cũng nghe báo cáo là rất nhiều các đối tác nước ngoài đang đến hỏi thăm về cái I think this is going to be very yeah, very potential now this year, next year. Yeah, yeah. We're from the Philippines. Oh, wow. Which part of Philippines? Manila. Oh, Manila. But you have your distribution channel all yes. Across the country? Yes. Okay, great, great. Cái cạc của em đâu, Hoàng Anh? Biết là cạc Hoàng Anh đâu? Nêm cạc của em đâu? Can we do OEM? Hmm? OEM. Yes, you, I, but I prefer this because this is, you know, the people of Shanghai people. So we prefer distribution. Yeah, yeah. Otherwise, if you do OEM, we can do that. But I don't think that's a very good choice. Maybe we find other recipes for you. It's okay, but can we get one? Yes, yeah, sure. Em ơi lấy cái bao tặng cho họ đi, tặng cho họ 2 lon đi. Sample. Yeah, yeah, yeah. You can try here. You tried it? Yeah. Oh, okay. Yeah. You made it? Yeah, we made it. Yeah. Where is your factory? Our factory in the Gucci district. Ho Chi Minh? Yeah, Ho Chi Minh. Take a photo. Yeah, sure, yeah. Because I think all Vietnamese in the Philippines, they know me and... Yeah, và cũng xin trân trọng... Ủa, ly này ly nữa nước mát thử hả? Dạ. À, đây, bà con của bác tranh thủ nha. Ghé ra gian hàng của Coleman C28, C18, C20 và C22 tại trung tâm triển lãm quận 7 SECC. Và đi vào cái cổng đăng ký là thấy liền luôn, rất là rộng. Dạ. Có những lon nước mát Sài Gòn đã về. Bà con của bác có thể uống thử và đặt hàng trước luôn. À, một lon như vậy là 10.000, nhưng mà mình chỉ bán lốc 6 và lốc 24. Lốc 6 là 60.000, lốc 24 là 230.000. Dạ.
rất mong nhờ quý bà con cô bác mình đặt hàng trước qua số điện thoại là 1800 234 539 hoặc là 1800 234 508. Coleman cùng với đội ngũ Coleman Food cũng rất là mong muốn được hợp tác với tất cả các quý đối tác ở gần xa và trên toàn quốc, tỉnh thành nào cũng hợp tác, và không chỉ trên toàn quốc mà cả toàn cầu luôn. Và rất mong bà con bác đến cứ trực tiếp liên hệ hoặc www.colomanfood.com hoặc là số điện thoại 1800 234 539, 1800 234 508.